Tôi nói tất cả đem bằng cái chữ Pháp là sai hết. Đấy nó rất bình dân nó. Nhưng mà kiểu Pháp đó là không. Pháp Enterprise kê. Không có cái kê, không có cái gì hết. Tại vì những cái gánh phở ban đêm đó, cái trong đêm lập lòe có đống lửa. Đó, thành ra người ta mới nhớ tới cái gánh mà để kêu ăn ban đêm đó. Tức là nhà mình... Tay là phở, tức là cái kêu gánh có lửa. Lại đây là cái xuất xứ bớt thương cái gì đó. Kêu là phở, kêu là phở. Rồi mình mới làm cái khóa lần đi. Chứ hồi đầu là phở là mọi người mới thôi, là lửa thôi. Cái hoàn cảnh lịch sử nào có thể nào đấy thì cái giới trên cái đó mình mới biết được. Chứ không được ông ơi, tôi hoàn toàn phản đối. Tôi không thể đem cái chữ phơ của Tây vào trong tiếng Việt Nam được. Người thời đó, cái thời tôi đó nghe, bác hơn tôi 2 tuổi. Tôi lớn lên được 10 tuổi bây giờ đó, cách đây 80 năm trời ấy. Tôi thấy cái hàng phở nó có cái cánh rong ở trong làng nó đi, thì có cái gì đâu. Cái chữ rất nôm na mà không hiểu tại sao nó đi ra cái chữ cháu, phở. Cháu nói chú nghe, mặc dù cháu nhỏ tuổi nhất ở đây, về cái vấn đề hiểu biết đó, khi cháu không bao giờ bằng mấy chú, nhưng mà riêng cái lĩnh phở, em có nghiên cứu một tí xíu để hiểu là như thế này. Thịt bò như anh nói chỉ có tay vào mình mới có thịt bò. Nếu mà mình không có cái loại con bò con trâu, vì nó là làm đồng án cho mình mà mình không có ăn. Với mình thờ thần bò, thần trâu rồi đó, cho nên trâu với bò đi liền nhau mình đâu có ăn. Nhưng khi tay vào thì người ta ăn thịt bò. Và hai cái nơi mà thịt bò người ta ăn nhiều là những nơi có tay ở. Và Nam Định này cái nơi đó là có nhiều nhà máy thì tay nó ở nhiều. Thì khi tại sao người ta nói phở Nam Định mà nấu cái xương bò mà ngày xưa ta phải cà rửa xương bò cho thật sạch để cho nó hết mùi bò ta mới nấu. Lý do là vì cái Tây nó ăn thịt rồi nó bỏ hết xương ra ngoài. Chị biết không? Khi Việt Nam mình lượm được cái xương đó về tiếp, lấy nấu lên, mới cà rửa cho thật sạch để mà cho nó nấu cho đừng có bị cái hôi. Tại vì hôi đó bò nó lên nôi rồi, cái bò. Đó cho nó hết rồi. Thì bây giờ mới lấy cái nước đó nấu lên mới thành ra. Sau này cái diễn biến nó sẽ thành nước phở. Nhưng đầu tiên nước phở ở Nam Định là em nói là từ những cái chỗ mà xương bò ta bỏ ra rồi đem về nấu lấy cái nước đó rồi bán cho những người nghèo ăn đó. Còn em nghĩ bánh phở là cái đó nó có từ người Tàu nó đã có rồi. Cái bánh hủ tiếu nó gọi là từ hủ tiếu. Thì có khi mình lấy cái hủ tiếu đó mình chan cái nước đó vô mình ăn. Rồi từ từ nó bị khóa lần đi thành ra là phở. Mà như cái ngọn lửa như chị nói hồi nãy đó cũng có thể là một cái rất là logic là cái chỗ là ban đêm đó người ta gánh cái gánh lửa. Em nhớ Phan Thiết em này, đêm mùa đông nó tối có gánh lửa đi cái chữ phơ phơ, nói cái tiếng gì ra vậy, cái tiếng gì tắt thanh tí vậy thôi rồi tắt, thế là ta kêu là ta ăn. Thì có một cái lò lửa nhỏ thì trong đêm có tí lửa đó, cho nên muốn ăn phở thì kêu phơ đó, cái gánh có lửa đó kêu nó lại đây đi. Bây giờ mới có ăn phở đêm chứ ngày xưa tôi lớn lên nó chỉ có ăn buổi sáng. Em ăn là năm 54 nói nghe, năm 54 là em ăn phở đó rồi. Không dám nói là thế nào nó đúng, thôi đành bây giờ mình chấp nhận cái nó phổ biến thôi. Chứ tôi bảo không cách nào mà giải thích được cái chữ đó. Mà nhiều cái chữ Việt Nam vậy nó đến một cái... Tôi hỏi cái miếng nó là chữ ra. Là từ hủ tiếu mà ra. Mà hủ tiếu nó có trước. Hủ tiếu đi ra. Cái tiếng là nó là chưa có ra cái cuộc sống. Anh cứ về đi rồi lát em đi về, em ở gần nhà lắm nha. Thầy nhà mình nói nôm na lại là... Dạ dạ, thôi để cái ngôn ngữ... Thầy nhà không? Cái cuộc sống nó đẻ ra. Thế bây giờ thì không có thể nói tại sao mà tôi biết là anh đưa mấy bạn về được em không? Không, em đi taxi nhưng mà anh cứ thoải mái. Cho nó thêm một điều qua gì đó. Là ví dụ như người nông dân á, họ nói tạ phơm, họ không hiểu cái đó là lửa đó. Anh chị này trong cái nhỏ không, tôi biết rồi. Chí tình nói là nhưng mà không thể nào là xì đi rồi. Cái gì có mà thành cái nhắc là mấy chị ở đây này lộn tới lộn đi. Do đó mà anh không biểu hiểu cái gạch bụng đó là phơ là có lửa. Rồi em về nhà chung lửa với những người Tây á. Anh giúp về nha. Dạ dạ. Đối với người Tây á, tôi nói nghe cái chuyện thoại tôi lớn lên nó khó. Nghĩa là cái đồ này thì sẽ có rất nhiều người bán đi ít lắm buổi sáng đi một chút trên đó. Cái người bán phở rong đó mà. Thôi chứ có phải như bây giờ mà đầy phở chỗ nào phở. Sài Gòn mấy năm. Mình là vẫn có tạo mà. 54 đó. Là chỉ có phở. Chỉ có hủ tiếu. Dạ, sau này mình cái bắt vào mới đem cái phở vào. Từ cái phở biến chế lần lần đó. Chiếc bề mặt thì dạ, cái nói là nói cái vấn đề đó lịch sử của cái ở Sài Gòn là nó hiếm thôi, chứ còn tôi đã có một cái cửa đó chiếc 75 đó. Thì cái khu mà chỗ mà Nguyễn Đình Xu đó, hồi xưa chị nói không, nấu phở là phải chà xương thật kỹ, ta ta cũng dơ quá, chà kỹ, cái gì xương này mất mấy gì chà, chị thấy không? Chiếc trả lời một không nhưng mà chà nó hết cái mùi hoa chứ là có một quán phở đồng công không nhưng mà chị phải chà em nói chị gì và cái đó là cái hình ảnh nó thuộc lại chị rửa sạch thành ra cái đó mới là vấn đề xong chị nó không cần phải nghiên cứu gì nó còn rõ ràng giống gì
nước để cho nó sôi, nước này nó chuột vừa sôi nó bỏ cái lẻ nó ngồi nó ăn phở cái ra thôi là em gấp rồi. Nhưng mà ngay cả cái ảnh em rửa sạch cái đó em rửa sạch thì họ nói là cái đó là cái phở mà nhờ cái xương ốc. Dê đó thì là cái đó là cái cánh hàng hoa đêm của người Hoa. Chị chặt cái đấy không có xương bên sống đâu mà mình chứng minh đâu họ. Xương ốc có xương không đâu á. Và mình nhớ là cái cánh phở gánh thịt bắt chứ. Cái gánh mà không phải là phở của người Hoa, cái cánh hoa đêm của người. Cái phở ban đêm bây giờ mới sổ xương không có phở ban đêm. Tôi nói là mất thời gian, chỉ có buổi sáng là trong quen thôi. Đúng rồi, khi mà anh hồi thời anh anh nói là không có phở ban đêm nữa thì đúng cái thời anh là anh không gặp thôi. Không phải người ta ít ăn và đồng tiền không có cái cuộc sống phải thơm lắm. Bây giờ mới có ăn uống thế này chứ, còn ngày trước vào Sài Gòn thấy cái này tiệm ăn có mấy đâu, nghe lẽ giàu giàu lên đất gì cơ là cuộc sống nông lên trên một chúng nhiều chứ. Nó là thành phố Hà Nội có ba đi làm ra rồi tái 1930 nó ít lắm, nó cái cuộc sống nó mới phải nghĩ rằng gọi là khi mà đông dân thì nó mới đẻ ra những cái hàng nọ nó mềm cái nó còn cái tươi thì xem lại cái tươi đã là nhiều, nó tươi biết nó kêu một tiếng lúc đó nó có sáu loại pháp còn mấy chục ngàn người Việt Nam, còn nó có việc gì đâu mà về thành phố. Bây giờ nó có công việc, nó có xí nghiệp, nó có nọ kia chứ còn ngày xưa toàn sống ở nông dân. Cho em nói chuyện với cái cô phụ nữ, mình nghĩ lại là bây giờ làm cái gì nó cũng phải nghĩ lại những cái vấn đề để mà đủ thứ không có. Bây giờ nói rằng là thế này thế kia tôi nói không, tôi thì tôi thực tế lắm, không có dám nghiên cứu, không nghĩ thực tế mà phải nghĩ thực tế của anh thôi, là thực tế của người khác không. Nhưng mà cái cuộc sống nó chưa có người làm sao cả. Bán hàng toàn, cả cái thành phố Hà Nội mà chỉ có xương ống thôi, chỉ có ấy phố, nó 36 phố phở, mà cả cái thành phố có 30 ngàn dân. Cái nhà đó nó trong nhà. Hồi đó đúng như anh nói đó là không có phở nhà đó, nó ngọt ngọt. Làm gì có nhiều chưa có cho nó. Những người mà cái phở gánh đó là những người mà rất nghèo. Đúng. Nhưng khi họ lại khai thác được. Nhưng đừng kèo. Thực ra cái này là cái... Mà một ngọt bao giờ là tôi đã nghe. Các người vào rất người nghiên cứu hồi mà học viên 50 đó thì có người đã học cái hồi 50 người ta đã hỏi phỏng vấn những người mà trước đó và sau tuổi mà 50-80 tuổi đó thì biết họ sống như thế nào và những cái gì mà họ nói ra đến thì mình có cơ sở. Sao em thường lắm, nếu lịch sử thì phải là nhân chứng vật chứng bằng nhân chứng nào, dạ. Vật chứng nào thì phải dựa vào cái đó thôi, chứ còn mình không biết gì. Không, chỉ xiết là rất là vì mình còn nhỏ, nhưng mà bố mẹ mình đã ở dọc cái thế hệ trước thì mình thấy bố mẹ mình sống như thế nào, chứ không phải tuổi tôi lớn lên mà lúc đó thấy các bố mẹ hỏi em đâu có nói, mà tôi cũng nói luôn, em không nói không đâu, không nói cái mình xấu, nhưng mà điều gì mà một cái bò mình nấu một cái món cho bạn giết bò là ai biết cái gì lắm, biết bò nó cứ nấu rồi dỗ tôi nói bà dỗ nhé, mà tôi đi là đó dỗ giết lợn giết bò. Bây giờ đó, dỗ các cụ nhà tôi, cả làng họ đến, không cho làm. Cháu đến bác này đến rồi, cháu làm rút. Nó vào cửa đó, cho bác cho cụ cháu làm rút. Nên thì nó vào, nó ngồi xà vào đó, chỗ này giết con lợn. Nó ra nó cầm con dao, nó cầm cái ra chỗ kia, mà nhổ con, giết con bò. Thì nó ra, nó xà xe. Thế thì cuối cùng nó ngồi sân, nó ăn cả cái đám thanh niên làng nó đến. Không cho ăn là nó chủ đó. Làng là nó như thế đó. Người sống ở làng, ông làm quan thì không có quan. Nhưng về làng là có người ăn quen là nó nặng. Mà họ thì cũng là cầm sắc sinh đó là bị sức kéo là không được bán thôi.
thôi. Chứ còn đánh đùng với nhau hay là chẳng hạn như việc làng hay là trước khi mà lặn xuống đó chị lại uống chén nước như này họ tăng năng lực vì trong cơ thể của nó có sức để chống cái nhưng mà có điều thế này là khi mà phổ biến để có thể đặt chai như hiện nay nhà chồng có nước mắm lún nữa mắm chôn mấy chục năm thì họ mới có mắm lún nó đen như là con người mua bán thì phải nói là đen nói dở quá đáng mấy gì khi mà tôi đến nghiên cứu cửa hàng bán mới có cái quán cái bán đầu tiên hơn này đâu thì bỏ nước mơ đó ba mấy năm mà trước đâu em có ba mấy năm mười năm gì mà con đang đọc là con em từ Hàn nhưng mà không có nghĩa là cấm cho em giữ từ đó không có riêng cũng đang cấm chơi đánh là 25 năm cái cấm cái gì thôi em vô bán thôi chứ cần tự mình thì chả lẽ là phải làm gì không nó giả đâu là không có riêng này sao mà nên nhớ là ở như ở làng tôi đó cả như là thường đó thì luôn luôn là có sáu châu ngày họ tôi về là có sáu châu sáu bò tức là luôn luôn như là khi đầu bò hay đầu châu đó là luôn luôn là dạ nó mà luộc tự như màu nó hạ xuống màu nó vậy nó không phải là thành đặc mà mình nhìn vậy nên cái việc như là phở này đó những cái này là chuyện các cụ ngày xưa dùng cái sáo này đó có điều là bây giờ mình nấu đặc biệt ví dụ như là cái bắp bò thì nó ngon ngọt không các cụ ngày xưa là cái gì cũng luộc thì cho luộc thành sáo thôi không nhưng mà cái này mấy khi nó giết bỏ, ngày nào cũng giết bỏ đâu, giết bỏ đâu, con lợn là ngày xưa đó, lợn lang là có ăn, ăn lợn đen, căn bộ các cái nhớ mà không mua được, ngày xưa nó ít lắm, mà tôi nói rằng là cái cuộc sống dân nó ít, mà tiền là ít, thế em rất là thích nấu các cái vấn đề, em làm từ nhà thì em không làm đâu. Đây mà nấu từ đó tới giờ cho tới ngày hôm nay chỉ có ngày rỗ đó này thôi nha. Ngày rỗ ngày Tết đó thì lúc đó là ăn uống nấu ăn dân làng. Em chỉ nấu ăn thôi. Thế với lại nhưng mà nấu ăn trong mình là em nấu gì em ăn đâu. Em có được nấu em nấu cho cả nhà ăn hết. Rất là ăn uống trên đỉnh bông trên bông dưới tranh nhau. Bao giờ cái này nữa? Ôi trời ơi, cái giá của em dùng cái này nữa. Em phở nó đi. Anh chị là chắc lắm gì. Nó mùi quả không đó anh chị ơi. Má con hợp, cho môi con thắm, cho lòng con mơ. Cho con lấy được nhiều thơm, yêu thắm, phơ môi. Chị muốn gả chồng. Chị là chị sinh năm 40. Nghĩa là cứ ghét nó thế. Hôm Tết cũng gì Tết rồi nè. Nhưng mà thôi, em đã học hành rồi. Cô học ở trên y khoa mà. Cô học y khoa. Năm 20 là thập niên xong. Thầy về thầy đưa cho em mất tiền cho thầy. Chưa Tết, rất cớ thì thầy gọi nhà thôi. Thì tôi về cho gặp bạn bè nó đi chơi. Tôi lại chẳng có đưa. Tôi lại trả là không. Bạn vui bạn các học đó. Thế là lại về trả lại. Cô viết một cái câu này. Thầy tuân túng tiền tiêu Tết, tiêu tiền Thoa. Tên là cô Thoa. Cô giỏi lắm. Chơi chứ viết cho bà mẹ mà thầy tuân túng tiền tiêu Tết tiêu tiền Thoa cô gửi những bài thơ gửi những bài thơ đường tôi không nhớ cái bài đó thế thì tóc nhung có chỉ nhớ có hai câu tóc nhung một suối dài thương nhớ ghi cái cô lắm nào tóc nhung một suối dài thương nhớ mi liễu hai hàng rợp ái ân phô mảnh tầng tỉnh son còn mỏng thắm cái gì đại khái thế thì cái cô này trong cô làm mà làm một bài thơ đường 8 câu nhưng mà chỉ viết có 6 câu dưới đề 2 câu thì nói rằng là cái gì nói câu như tôi là tiếp nối tiếp, tiếp. Anh có làm tiếp không tôi có làm một thế tôi gửi cho cô đọc một bài và kèm đọc một không nhớ thế thì sao vậy vậy anh không nhớ cô là không sao lại có gặp đâu có biết đâu cuối cùng bà cụ thì cứ thích kém tôi là một con rể cứ đọc cái thơ cứ thầy tuân ơi cứ là nó cho con lấy được nhà thơ mà yêu con tận bạc phơ mấy đầu thì cái chuyện tôi nói chuyện bây giờ thì nói thế đi và cũng hay mình cũng chẳng biết mặt biết mũi gì cả xong rồi cô chết thế à bà cô nói là má bị bệnh gì không nó chết thế tôi bảo là cái số mạng rồi nói
Thế còn cái cô mà tôi tặng 100 cái câu thơ mà tôi viết này về cái kịch vở kịch thiên thai đó, thì sau mà tôi về cái khi kháng chiến tôi về tìm không thấy đâu. Thế còn bây giờ có một vợ một cái ông giáo sư ở bên ở Pháp ở Hà Nội bây giờ này, vợ ông. Thì ngày xưa thì cũng thân lắm, cũng bạn hết thôi. Thế thì ông chồng thì ông hôm tôi ra thăm thì ông chồng cũng ghen. Ông ấy không tiếp. Ông ấy ra sân đứng đứng. Tôi đi cả nhà tôi chứ. Hai vợ chồng vào đàng hoàng thăm ông bà. Thế là bà ấy tiếp thì ông ấy ra nữa. Dạ. Thì... Thế ông có cầm theo con dao găm không ạ? Không có cầm theo. Không phải đâu đi kiểm. Tôi ra mà cái hôm tôi đến Hải Phòng mới giải phóng đó. Tôi ra Hà Nội, tôi đến thăm, tôi đi tìm cô. Thì tôi đến nhà thì bà dọn nhà, tôi mới đến tìm, thì đến tìm cái nhà. Đến ông cụ, hai ông cụ ông mới là dược sĩ. Đó, hai ông bà. Tôi lên, tôi bảo cháu ra thăm bác. Bà hỏi cụ ông, anh ấy là ai? Cụ bà là, cụ ông lại hỏi, anh ấy là ai tôi có biết đâu, không biết. Bà tôi thế thì cháu ra thăm hai bác, mà thôi cháu đi về. Ra, không ngày xưa quý lắm, coi con như con. Thế thì, bà bác ở đây với ai? Bà ở đây với hai em, mà bác gọi em ra đây. Thế thì cái cô đó đó, cô có chồng có con rồi. Thế thì cô đứng ở dưới chân cầu thang, tôi đứng ở trên tầng 1. Cô chạy vòng. Ôi tôi, anh Tuân. Thế thì không như thế này mới thấy là cái quý này. Ông kia bỏ đi là phải. Không. Thế thì nói cho ông nghe. Thế thì không phải các cụ hay lắm. Thằng Tuân đấy ư. Đó, cái tình theo cái câu đó tôi không bao giờ quên. Hai bác quý như thế. Thằng Tuân đấy ư. À, cháu đây bác ơi, cháu ra thăm bác. Trời ơi, thế là gọi tất cả các em lại. Đó, chào anh. Đó, thế thì, cái hôm tôi ra ngoài họp, thì đến chỗ họp. Thế cô em cô cũng làm cơ chức cũng khá lắm. Thế thì ngồi tất cả đấy. Cô giới thiệu vào đây là anh họ và em. Okay. Thế xong có cái ông không được. Tôi giới thiệu mới đúng. Đây là anh rể hột của cô. Đúng rồi, em cũng nói. Vui lắm. Anh rể hột. Anh rể hột của cô. Có cái chuyện này mới vui là em với anh Triết hai người đi về Duy Xuyên, Quảng Nam á. Thì cái ông rước một ông thầy để đi vô bốc mộ để mà cải mộ đây cho ba anh Triết đó. Thì xong tụi em mới chở ông đi về. Thì lần này ở nhà quê đâu có xe hơi đi. Cho nên bây giờ cũng như vừa làm ơn như tụi em, cho nên cũng hơi đòi hỏi một tí xíu là nghĩ tụi em chắc chiều. Nói bây giờ tôi xa người bạn quá lâu, tôi cho tôi qua Hoài Nhơn đi thăm ông bạn đó. Mà cái ông thầy là 94 tuổi rồi nha bác, rất minh mẫn. Cái tụi con mới chở ổng đi qua, đi theo đường chỉ của ổng, đi đến một cái làng chài đó đó. Gặp một ông 90 tuổi, bận bộ pyjama mà bục linh đầu xưa đó, chị cổ tròn người này. Hai ông mừng mừng tuổi tuổi ôm nhau. Cái ông kêu nói chứ, bây giờ sẵn có xe nói với ông này là nấu Triết á, chở tôi đi tìm lại bà, tôi thăm bà mấy chục năm nay tôi không có thấy bà, tôi không có biết bà giờ ra sao. Nói vậy đó. Mà tụi em tò mò cho nên cũng chở đi luôn. Bắt đầu chở trở vô lại mình ra tới từ Duy Xuyên mà vô tới Bình Định Hoài Nhơn, đi vô trong đó tìm rồi phải trả người lại Duy Xuyên nha. Rồi tụi em mới trở về Bình Định lại nha, bà ráng đi chở ông đi cho bằng được. Đi cho bằng được. Hai ông ngồi thế là ông ngồi trên xe, ông 90 tuổi mà ông đọc vanh vách những cái bài thơ, những câu thơ hộ ông gửi cho người yêu ông. Vợ ông đó, ông gửi vậy đó. Trong túi ông có 21 đồng. Mà chuyện này là cách đây 10 năm rồi. 21 đồng đó ông để dành từ đó tới giờ để dành gặp bà. Ông cho cái tiền đó cũ đợi ông diệm đợi. Không có phải là còn tiền bây giờ nữa. Mà là ông cũng như là quên cái khoảng thời gian đó, không còn nữa. Bọc hai mấy đồng để gặp bà là cho. Chị mà tụi ông chở đi. Ông chỉ đường đi. Hỏi người ta lần lần cái vô cái nhà đó, cái bắt đầu vô thấy một con già 90 mấy tuổi ngồi nữa, cái mới vô mới xin để hỏi bà đó tên là bà Xuyến, sao lại trúng bà đó tên Xuyến nữa. Cái vô cái bà thờ thấy một bà già thì thôi đâu có biết, thì ông vô ông có lạy ông xì xì ông lạy ông khóc, thì ông già ngồi ngó ông không biết ông này vô lạy cái mà lạy cái gì đó. Cái xong cái lúc mà ông lạy xong đi ra hỏi bác ơi bác, ông bà già mà sao là bác còn nhận ra hay vậy bác. Tôi lại lỡ rồi. Mới bà. Lại bà.
không phải. Dạ. Mã là trên cái này là bắt nút ruồi ở đây này. Tôi coi kỹ cái hình đồ già thì già chắc cái nút ruồi nó phải có chứ. Mà không phải thì lỡ là xong tôi lại cho người chết đi. Con gái chở tôi đi tìm nó đi. Thì nó chở đi nữa. Chở đi cái tới hồi gặp cái nhà đó nha, đi vô hỏi người ta đúng tên đúng tuổi rồi vô. Thì thấy trên bàn thờ có thờ một cái ông đó đeo cái thẻ bài ngà. Là cái gì cái đó mà phụ ổng đó, mà lấy ổng này đó. Tất nhiên là ổng là quan. Hồi xưa một cô này là cô hàng nước, bán ở Bình Định, ổng là ghe bầu của Quảng Nam ổng vô. Khi ổng vô gặp cái bà này, ổng mê bà này, ổng lấy bà này. Nhưng rồi bà ổng có vợ, thành ra bà này chỉ làm bé thôi. Cuối cùng bà này lấy con quan, ông quan này chắc là cũng mới học ra trường, thành ra lụm cô này. Rồi về ở nhau. Thì khi mà ra thì thấy cái bàn thờ của ổng là một cái ông đó đeo thẻ bài ngà trước ngực. Còn bà đó bên cạnh thì là một bà khác, hỏi ra là bà giờ lớn ông đó chứ bà giờ nhỏ đâu. Cái đứa con đó chứ, vì con bây giờ lớn tuổi quá rồi không còn nhớ hết, cứ đi lang thang là cái bà người yêu ổng đó. Bây giờ đi lang thang cuối cùng không gặp bà luôn. Ở trên bàn thờ là người khác, còn ổng lại lầm người khác nữa. Bà 90 mấy tuổi rồi đó, mà còn tình yêu cỡ đó đó. Dạ thì vui ghê vậy. Mà hai đứa em tò mò ráng trở đi, chỉ biết từ Duy Xuyên mà vô tới Hòa Nhơn. Rồi tìm không ra, đi tìm đá đời rồi trở ra Duy Xuyên trả ông về cho cũ. Từ đó tụi em trở vô lại Mùng Sơn. Trời ơi nó nhiêu khê tả. Thì mà ráng đi. Nhưng mà cái ông nó không có phước bằng ông Tuấn. Dạ ông này gặp đúng. Gặp đúng người. Gặp đúng người. Còn ông kia lúc cuối cùng gặp bà chín mấy tuổi đi lang thang, cũng còn sống như ổng mà đi lang thang. Có cùng hả? Có gặp không ạ? Không gặp cái đứa con nó nói gì về rồi gì về đi gì không có nhớ gì nữa đó. Còn ba hậu chứ. Rồi đó tôi nói con gái quý đó. Dạ vâng. Rồi học con Năm. Năm 1938 là năm đó là cái năm anh Trần Văn Đường ở trong lớp của tôi. Anh có quen với một cô con gái mà anh mỗi viết thơ rồi trao đổi. Mà hãy có một cô gửi đâu cái bài thơ gì hay đó, anh đọc cái gì cả trường nghe mà mê. Mà cái cô đó không có để không xưng tên, mà chỉ để là con gái ông Phù Doãn ở Thừa Thiên. Năm 1938 là cái năm của Xuân Diệu. Xuân Diệu mới bắt đầu làm bài thơ dưới thuyền nước trôi trên nước thuyền rồi, vừa nước vừa thuyền xuôi dòng đi xuôi, cái bài thơ mới đó. Mà cô đó là cô, năm đó là cô là 18, 17 tuổi. Và cô gửi một bài thơ Trăng đó. Đọc lên một cái mấy tất cả mọi người học trò bên ơn ba miền ơi. Mấy người hết đó bạn này. Mà rồi tôi nghe đó, mấy bạn của tôi nghe rồi quên hết. Có mình tôi nhớ. Rồi tới sau là anh Đường có nhiều khi anh quên những bài thơ gì hỏi về tôi nhớ. Bài thơ cho tôi trí nhớ rồi. Cho nên là bữa rất là lọc và muốn đọc. Nghe cái túi điếm hồn vậy. Cái cô đó 17 tuổi mà đặt bài thơ ta Trăng ở Huế. Trăng đẹp quá, trăng ơi mà nhiều quá. Vàng mình mong chảy thận mình bờ em. Và trên sông dệt muôn sợi tơ mềm. Và rót thầm trong hồn tôi sáng vàng. Tôi run rẩy ghé hôn trăng nơi sâu. Trăng say sưa và ngọt tựa môi chàng. Và trong mơ tôi ghen với sông vàng vì tôi giận trăng cho rằng nhiều. Tôi năn nỉ vang trăng đừng gì nữa. Bên lòng tôi ở mãi như mưa em chìm đi đâu. Và sao lại phải chìm, đừng trăng nhỉ. Ở bên tôi mãi mãi. Tôi vẫn biết đêm mai trăng sẽ giỏi nhưng chắc đâu còn nữa ánh trăng này. Và tôi đâu còn ở giữa niềm ngay. Cho nên tôi thấy trăng chìm, tôi sợ quá. Quá cô đây anh sẽ này đi trích trong tập lòng anh lòng em. Rồi cái anh Đường anh nhấn chọc cổ anh ấy. Tôi đã được biết lòng được lòng em rồi, còn lòng anh thì sao? Thì cô nói bây giờ cô nói đây là một, tôi làm một cái bài thơ để thay cho một cái người bạn của tôi mà gặp tôi mà không dám nói gì hết. Thành cô để tự là e ngại. Cô thay lời cho cô chàng anh trai đó. Tôi muốn nói muốn cùng em kể hết những nỗi niềm u ẩn trong tim tôi. Bao phen rồi tôi vẫn muốn hở môi. Tôi muốn nói nhưng tôi còn e ngại.
em xa quá tuy gần tôi bên cạnh, tôi rụt rè sao quả quyết bảo vệ. Nhưng mà lúc bên em tôi lo sợ ngập ngừng, tôi tưởng biết không bao giờ được nói. Tôi kể những lời sai ân ái, những niềm yêu cơn ước đợi mong chờ, những nắng vàng tươi đẹp lắm trong mơ. Chưa mở miệng đã rối lòng em à. Ta sẽ nói, trăm lần tôi tự bảo, nhưng trăm lần tôi đã để hôm sau và hôm sau. Nghĩa là chẳng khi nào và sẽ nói chỉ lời an ủi nào. Anh chàng chắc gáy rồi. mà tôi nói thật đó, những cái lời thơ nó như thế mà tôi nhớ được. Mà anh chàng nhắc ngay như thế này rồi cô đó tới chừng cô này kêu nhậu nó xong có anh chàng nhiều nhắc cái gì cô đó anh chàng này tuy nhắc cái nhưng mà ông chàng là anh chàng bình trí. Và tại sao bình trí? Nó nói anh hẹn được gặp anh mà chưa gặp thì anh đã viết bài thơ đợi thấp đứng vậy á. Anh đợi em tháng ngày trôi lần nữa, chiều trải qua anh buồn quá em ơi. Mấy người thầy đúng không? Nắng phai rồi làn sương xám sắp rơi, vừng mây trắng ven trời không trôi nữa. Từng đoàn tan chim bay nhau về tổ, hoàng hôn đen xuống chậm trong cành êm. Chuông chùa xa đưa lã lướt trong đêm, buồn rũ rượi như nghẹn ngào lệ đổ. Em đã hứa một chiều em sẽ đến, đã xa rồi, đã xa lắm, đã xa khơi. Chiều nay anh còn thấy miệng em cười và đôi mắt say sưa như lời hẹn. Từ buổi ấy anh đã bao chiều anh đợi, anh vẫn trông, anh vẫn nghĩ luôn rằng chắc chiều nay em có chuyện trở ngăn, em chưa đến nhưng rồi em sẽ đến. Mỗi trưa qua vườn cao cao vương mông, gió hiu hiu chập lướt trên đồng xa, tim băng khoăn rạo rực thiết tha, chờ mãi đến khi hoàng hôn xuống. Em không đến hay không bao giờ đến, anh đợi em đã bao tháng năm rồi, đã bao chiều, đã lâu lắm em ơi. Em cũng biết nỗi lòng anh thương anh. Em sẽ đến một ngày, em sẽ đến trưa hôm nay, em sẽ đến ngày mai, nếu mai không anh đợi mãi đợi hoài vì anh biết một ngày em sẽ đến. Người làm thì hay nhưng mà người đọc thì hay hơn diễn tả nữa, nó hay hơn nhưng đọc diễn tả à. Bà rồi được bài thơ rồi đó. Tại sao rồi còn đây còn tại sao hỏi về hai người, về hai người có gặp nhau không? Rồi cái cô mới gửi bài thơ, cô nói gửi cho anh bài thơ này thì biết rằng hai người đã gặp nhau, đã yêu nhau và đã đến lúc xa nhau. Cái bài kinh ly biệt. Sáng hôm ấy một trời sương phủ lạnh, chàng giả tôi lên từng phút chia phôi, nắm tay giao đôi bắt lệ ngậm ngùi, tôi thấy trước cả những ngày cô quạnh. Cứ biệt ly nhìn đường xa bổ chạnh, quãng đời qua ôi chi giấc mơ màng, cánh tương lai mờ mịt giữa thời gian, còn hiện tại toàn sương mù giá lạnh. Chàng muốn bàn tay em mạnh dạn, xe đến rồi em ở lại em đi, nước non xa em chưa đợi buổi về, ngày trở lại được bao giờ mà ước hẹn. Lòng tê tái nhìn tàu phi như ngựa, nhìn đường dài lần khuất dạng đám trong xưa, nếu xa xa tôi vẫn lại bên đường, còn tưởng thấy tựa gốc tùng chàng đứng giữa. Đi là hết não mùng ui ly biệt, một bước xa là một mảnh lòng rơi, nở để tàn, sống để tìm phải chết, khóc than chi đấy số phận qua người. Qua nợ khi mà tàn người rồi, là cô gái là 17 tuổi mà người Huế. Người Huế. Thế thì bác thích cái gì của người gái Huế nè? Thích cái gì nhất? Không, cái mới như thế. Không, cái người cô gái Huế nó có cái này là cái giọng nói của cô gái Huế đó. Số 1. Đúng rồi. Tôi thích nhất đấy. Tôi thích cái giọng Huế. Tiếng là bởi vì hát. Cái cô
cô nhá dụng quê không được, dụng thì có, nhưng mà dụng tôi cho là đẹp nhất. Còn cái dụng mấy người Bắc thì tôi nháy được, mà mấy người Nam tôi thì tôi muốn lấy được. Mà hồi đó tôi ra ngoài Hà Nội thì tôi làm đạo diễn với anh Thế Lữ với Lữ Phước cho các cô đồng khánh ở Hà Nội, các kinh kỳ tục lũy. Rồi khi mà các cô đó đọc thơ theo dụng Bắc đó thì đọc rất hay. Làm chi mà vẫn biết lòng rục rã mong về, gió mây còn thanh khiết thì vui vã làm chi. Thì gặp tới chừng tôi vô Trung Nam, mấy cô Trung Nam đọc, tôi nói trời ơi mấy chị ơi, tôi làm đạo diễn ngoài Hà Nội, người ta các cô ngồi kia tôi đọc thơ rất hay, các chị đọc thơ gì, đọc cái gì, đọc như trả bài như kia, tụi tôi đọc sao không hay. Và Trung Nam nói, làm chi mà vẫn biết lòng rục rã mong về, gió mây còn thanh khiết thì đổ giá làm chi. Đó cũng hay, chứ miền Nam cũng hay. Mê thành chê. Ông má nói là dòng gái Huế đúng là đó, mà cái cô gái Huế nói một cái mượt mà nhẹ nhàng là cái giọng từ lên tới xuống này, cái nghe cái tiếng Huế nó nghe nó dường như là một cái lời ru, mà nó nghe như là một tiếng hát, mà nghe nó là chị chim hót em có nhớ bạn người Huế đó, nó cái giọng mà nghe mệt mệt nghỉ luôn á, cái giọng em đó trai ơi rắn mình lóng quẻ mới gặp chị hè em đâu thể chị đẹp như xưa mà nó nhỏ nhẹ mà nó trời ơi mà nó thấy mệt nó mà thở luôn vậy đó gần người Huế á gần người Huế vậy đó, nó nói mà như vậy ôi trai rắn mẹ thể chị đẹp quá chị ấy mình mời gặp giáo vậy nó nhẹ 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 mà chị nói đúng cái chứ nhưng mà giống như nhưng mà thường thường người ta các cụ phải nói là Huế đẹp, Huế thơ, Huế mơ đúng không? Thế thì dĩ nhiên là nó mơ mà còn thơ nữa thì người con gái cũng vậy phải không? Cũng rất là thơ, cái gì cũng hả? Thế thì nói như là thơ vậy. Năm 58 đó là mình ra Huế lần đầu tiên mà. Gặp mấy cô Huế đó. Cô Mạnh Hoàng, cô Như Ngân. Bông Hòa. Mạnh Hoàng. Dạ, với lại Như Ngân, tôi lưỡi Như Ngân. Nhưng mà như chim hót đó, gì dễ thương ghê lắm vậy. Em thấy mà chim hót đó, là nó tiếng Hà Tĩnh, giọng Hà Tĩnh. Cái giọng Hà Tĩnh nó nói như chim hót, em ngồi cạnh em không nghe nó cái gì. Em nói đó là giọng em hót như một loài chim lạ. À, tiếng em nói chứ. Tiếng em hót như một loài chim lạ. Tiếng Hà Tĩnh á, nó giọng Hà Tĩnh nó không nghe được. Có phải cũng hay lắm, bay bổng lắm, đó là người Hà Tĩnh chánh gốc. Còn nếu mà Can Lộc được thì thôi nói nghe không được đâu. Can Lộc được Nguyễn Anh mà giọng Hà Tĩnh nó nói nghe không được. Chẳng hạn như đường hồi nước không à đấy, không được trời. Nó nói như tiếng ồn tiếng người đâu đấy, mà cái thằng đỡ vậy mà nó nói như không được luôn. Làm bao đi, làm được gì làm không được cái gì một cái làm không được. Mình cũng học cái đi về Hà Tĩnh mới được. Không, tôi có về Hà Tĩnh nhưng mà tôi lại về Nghi Xuân cơ. Nghi Xuân là quê cô cháu nè. Thế hả? Dạ. À, tôi có về Nghi Xuân. Là Nguyễn Nguyễn Nghi Xuân. Nguyễn Xuân về chỗ Lăng Hồn của... Ông Nguyễn Dung quê rồi, Nguyễn nhà cháu sau lưng nhà Lăng của Nguyễn Dung. À, thế hả? Đó. Thế là có về đó. Rồi thì muốn về Hà Tĩnh là vì... Năm tôi 20 tuổi hết thì cái vở kịch thơ của tôi hết diễn ở Hà Tĩnh. Lạ như cái duyên sao mình là, tự nhiên là ông đi trên cái ông ở Hà Tĩnh, ông giám đốc sở văn hóa, lúc đó gọi là ty trưởng chứ. Ty trưởng văn hóa Hà Tĩnh, ông đi xem cái vở kịch diễn ở Hà Nội. Thế là ông đến ông xin cái bản vở về ông diễn ở Hà Tĩnh. Mà cứ muốn về xem Hà Tĩnh xong cái giảm hát nó ra làm sao. Hồi đó là do cũng một... cô lúc đó cô nào tôi quên mất tên, cái cô đó cũng là nữ sĩ đó, đóng cái hay lắm. Hồi đó là bác em là giáo sở công an là thật cái gì pháp cái gì tuy rồi là tuy có tiền cũng làm tuy có bác là tuy đại tá tuy công thực tình cảm rồi sao bác em là cái tình cảm
Đó, hôm nay nghe tôi chỉ cứ nói là đã phục ông khê rồi, đã phục ông khê nhiều rồi nhưng mà thấy ông khê kinh. Tôi chỉ nhớ lóm bóp, nhớ lóm bóp, nhớ cũng có cái bài tại sao mình không nhớ, cùng mình viết ra. Thế là lắm lúc đó, ví dụ bây giờ có cái cô đó, cô viết thơ cho mình mà. Đêm nay trong giấc mộng vàng cho em đặt gặp bóng chàng thi nhân. Thế thì cô ấy gặp mình trong mộng, cô biết mình là ai, mình chẳng biết cô là ai cả. Có nhiều cô biết mình biết. Đi ra phố, cô biết mình thì đi phố gặp, chứ cô về cô lại làm bài thơ của người cho mình. Cô chẳng biết cô là ai cả. Rất thú lắm chứ, không biết thì thích. Nhưng mà thưa bác thì tại sao bác những Hà Tĩnh với những Huế như vậy mà sao bác gái lại là người Bắc, người Hà Nội? Kể cả tôi nói cái duyên sao sao đấy. Bác này cũng là người Hà Nội vậy. Tôi nói rằng là đó cái hôm mà bà cụ mà thằng Tuấn đấy ư, tức là cụ coi tôi như con rẻ lắm. Lúc cả hai người. Thế nhưng mà loạn thì tôi cô ở lại trong thành, tôi đi ra ngoài vùng, tôi đi khắp các nơi tôi tìm mà không gặp. Thế thôi. Thế thì hôm cứ bảo mình cứ nhớ mãi, bảo bố bác quý mình quá, thằng Tuân đấy ơ, mà cháu đây, bảo mẹ chê nhà ta mà không lấy con gái ta. thế là cái quý lắm chứ, quý mình coi như là con á. Thôi nhưng mà bác gái nó bây giờ đi theo bảo, không phải chị có theo anh không? Không. Thì tôi nói là tôi đi đâu thì thường thường là nhân gặp không, nhà tôi cũng đưa đến chơi chứ. À, nhưng mà tôi bảo rằng là nhưng mà ông xảy sự kiện tôi bảo rằng là đó. Tôi bảo rằng là những cái chuyện mà ngày xưa thì cũng giấu cho bà ấy được. Cho bà ấy biết thì gặp hồi ra hồi xong Mỹ tất cả các bạn cũ họp mặt rồi. Thế thì đang ngồi ăn cơm này cái có cái cô đó bồ mày không cái ông chồng đó ông hơi ngỡ ngàng. Đúng, không phải là bồ. Tôi nói là bạn gái nhưng mà chưa có thể cầm tay, chưa có thể nói một câu là anh yêu em. Thì lúc gặp lại thấy nó bình thường lắm, quý lắm, không có cái gì ngỡ ngàng hay là mình cảm thấy mình lỡ nên mình không có giữ được trung thủy. Thành ra là nhưng mà khi mà cô ấy đau một cái là bà mẹ cho cô em gái lên mà anh chị em đau anh xuống phải xuống hầu hạ. Thế nhưng mà rất không bao giờ cầm tay bạn đi chơi chung, nhưng mà đó, cái cùng là cái tình bạn, đúng là tình bạn. Tôi nói là bạn gái như thế không có một cái gì gọi là. Có lẽ ngày xưa nhỉ? Ngày xưa đó. Còn bây giờ là bây giờ khác. Ngày xưa đó, không, là vì này mình cũng nghĩ. Đặt vấn đề, tôi nó có này, các cụ thì lớn tuổi, bố mẹ cô ấy trẻ, đáng tuổi chị lớn này. Mình cũng nghĩ chứ, mình cũng to lắm, quý lắm. Thế bây giờ cô vào đến Mỹ, tôi sang Mỹ là đón tiếp là quý hóa lắm. Nhưng mà tôi không hiểu cái này nhé, tức là quan họ nhé. Thế thì chị nói là lời nói thì kinh khủng đấy, mà đã ngủ bọn họ đấy. Nhưng mà các cụ vẫn giữ được cái khoảng cách. Không, đấy cái luật của quan họ là không được lấy nhau. Mà lại hay như vậy. Hay. Nhưng mà lại hay nữa là tôi thấy rằng là chùa đó thì thường thường người ta đâu có thích ca hát. Nhưng quan họ lại hát ở trong chùa. Không, ít lắm rồi. Thì cái chùa thì cầu hay là chùa quan họ đó. Ít không, ít chùa lắm, chỉ hát ở đình. Có đình đó, nhưng mà tôi nói là ngày xưa chùa thì cầu còn nhỏ đó. Đi học về cái vứt sách đi gia đình. Sân đình nhá, sân đình thì là các con trai làng khác tới hát tán con gái làng mình. Thì nó tán không được đánh nhau, trai làng này trai làng kia tới tán thì nghe vui lắm, nó thực. Nhưng mà giàn cảnh là chùa, bây giờ là giàn cảnh giả vờ bén lén giả vờ tán nhau, chứ đằng xưa nó tán thật. Mà anh không hát được đối á là anh thua. Nên hay chứ đó. Thấy nhiều khi là đi mang theo một người viết thơ tới đỡ có gì thì là nó đỡ cho mình, nó làm cho mình. Tôi thấy hay. Cái làng tôi là cái hội là lớn lắm đấy, các bác Kê mà hát quan họ rất hay đấy. Bác Kê mà hát quan họ rất hay đấy, bởi vì nhớ không phải nhớ mình đối đáp thì nghĩa là rất là tinh hơn những người khác. Còn như tôi chẳng hạn thì chả nhớ một cô thơ nào mà hát được. Không phải đâu, cái trí nhớ đó là tôi nói tôi chưa gặp ai
mà có cái trí nhớ như ông Khê. Tôi nói thật mà không phải, tôi thì tôi đi ra ngoài rất nhiều, mà thơ văn rất nhiều. Nhưng mà cái người mà thuộc thơ văn, thuộc các bài lơ, bài hát, thuộc những cái bài văn cổ, thuộc những cái câu hát cổ mà ông ấy thuộc hết, ông ấy không có từ điển sống. Không có từ điển sống. Có một cái người nhớ, như là bác, nhưng mà nhỏ tôi hơn bác, là anh Hoàng Phú Ngọc Tường. Nhưng mà không giới thiệu dùng cho con để con hát vào bởi vì tôi quen với cả trên cái lứa quan họ ở Thúy Cải, Thúy này kia rồi là Thúy Hương bây giờ là cô chị con cháu làm sao thì Thúy Hương tôi giới thiệu cho cô hát thì hay hát xong rồi thì cô nói bây giờ để cho phép để em tặng cho các thanh niên ở Việt Kiều tại đây một vài và để cho cũng như là để là kỷ niệm cái cụ đọc mấy câu thơ cụ tặng mấy chàng trai nghe mê quá mà không biết làm sao rồi cụ hỏi cho chúng ta dừng đáp cụ hỏi nó vậy rồi cụ nói chưa cụ nói nếu mà có anh chàng trai nào mà trả lời được cái câu đó thì là tối nay thì cụ mà bằng lòng đi ăn cơm chơi như vậy thì cái mấy cậu đó là cũng làm được. Mấy cậu lời xuống nói gì bác ấy bác ơi bây giờ mình ở Việt Kiều hôm nay mà vậy mà mắc cỡ quá. Con gái ở trong nước ra qua hỏi một câu, nghĩa là hỏi không phải đối. Nhưng đối một câu, đối một câu chơi với họ mà không đối cũng được. Không biết còn sao đặt một câu nào nhưng đặt làm sao. Tôi vô bạn là chỉ có bắt thay mặt của con lên trả lời dùm con nói nhớ con. Tôi lên tôi nói, Thúy Hương con ơi, khi nãy là bác Khê giới thiệu cho Thúy Hương nói hát quan họ. Nhưng mà Thúy Hương đã có một câu hát cho Liền Anh ở bên tại bên Paris mà các Liền Anh đó thì là bây giờ không trả lời được cho nên mới nhờ bác thay mặt cho Liền Anh mà trả lời thì kể ra cái khúc từ mà bác sẽ trả lời không còn là bác Khê nói chuyện với Thúy Hương mà Liền Anh ở tại Paris trả lời cho Liền Chị ở tại Bắc Kinh. Rồi cái cô nói cô cũng đáp lễ, cô cũng nói vậy. Rồi thưa bác, con sẵn lòng chấp nhận không nghe bác Khi nói chuyện với con mà con sẵn sàng nghe Liền Anh hát cho Liền, hát cho chúng em một câu đi. Tôi cất lên tôi hát ra một câu về con họ đó. Mà tôi nói rằng khi xưa vừa đến Bắc Kinh nghe câu quan họ thấm tình quê hương, người sinh vừa thấy đã thương nhưng chưa ai dương dáng mà Thúy Hương hôm nay. Tôi quê Bắc Ninh nữa, quê là con họ đó. Rồi cô trả lời mấy câu tôi quên hai câu đầu nhưng mà cô nói là cô trả lời đó rồi nói chuyện là hôm nay em mặc áo hồng, em nằm trên cỏ mà em thuộc lòng thơ anh. Em nằm trên cỏ thì chết rồi. Mình thật đi nhỏ nó luôn, nó quay quá nó cười. Vui chứ, tôi rất vui. Nó là bây giờ chơi quan họ mà tuổi trẻ đều giờ thua, may nhờ có ông già thì nào. Mà lúc đó ông già chưa già. Và cái câu của cô kia đổ với anh kia là sao bác nhớ thì chi cái câu của cô đổ với anh cô Thúy Hương đó đổ nói sao cái câu mà Thúy Hương hát à, không nhớ cũng không nhớ không nhớ nói gì tụi thanh niên tôi cũng không có nghe nhưng mà nói bây giờ cũng chừng có người là ứng đối với cô này chứ chứ không phải là trả lời lại cô ngồi mà thành là tôi nói là năm xưa vừa đến Bắc Ninh nghe câu quan họ thấm tình quê hương
người sinh vừa thấy đã thương, nhưng chưa ai dương dáng bằng Thúy Hường hôm nay. Xuất khẩu tình thơ. Và từ năm nay Tết tôi làm cái làm gà Kim Lan ơi. Tết năm nay thầy làm mẹ thơ và có hai câu chốt, đó là cái hai câu nói có hơi nó tiếng lóng ở miền Nam đó. Bởi vì hai câu chốt đó là cứ trần lạc đạo tâm ghi nhớ, công việc bộn bề vẫn chịu chơi. Mà rồi có một người đối đó là đáp là quả nhận là làm cho tôi ngồi thú vị quá, là Châu Anh Phụng. Châu Anh Phụng thay lời tôi mới nói là nói với chàng này, ông già này chịu chơi, ông đương ngồi chơi, ông đương dạy học, ông đương ngồi chơi rồi. Cái hai câu chốt nó là bằng Thái Bạch xuống trần mang chiếu triệu, nó Thái Bạch Kim Tinh mà xuống trần mang chiếu một hoàng triệu cũng vậy rồi, mà cả ông này không chịu đi vậy rồi. Thái Bạch xuống trần mang chiếu triệu, cái tôi trả lời đó rằng cảm phiền này lúc lão đang chơi. Gớm quá rồi. Nghe ta nói là cái văn chương đó mà cái giai thoại văn chương Việt Nam. Tiếng Việt Nam không ai sánh được. Nó có nhiều ý nghĩa lắm ạ. Không dịch được. Sâu sắc lắm. Sâu sắc. Không dịch được. Cái tiếng của mình nó hai ba nghĩa. Nó một chữ nó có cái thế này thế. Hay là. Hôm nay vui quá. Hôm nay lúc đầu tới thì nghĩ là hôm nay sẽ được nghe bảo thế nói một mình. Không ngờ lúc đó không thấy thầy nói gì hết, nghe thầy nói một mình. Có mình nghĩ nữa thì hôm nay thầy của mình thua thôi được là anh của mình mà. Nhưng mà quả nhiên là không thua. Nó là cái chiếu chèo nhà này là rất là sinh động. Đủ một hết á. Khỏi dùng sơ lông đi. Chị khỏi dùng sơ lông. Chiếu chèo coi. Nó đúng. Nói là ở cái bàn tiệc này á, thì cũng có một câu chuyện rất hay là cụ Phạm Công Huyền đó. Dạ. Thì cụ năm nay cụ 100 tuổi, 101 tuổi. Thế thì hôm ấy cũng hình như cũng có sướng ở đấy. Thế thì cụ nghe nói là tôi thích chuyện Kiều. Viết chuyện Kiều, cụ hỏi những câu thật khó xem tôi có trả lời được không. Thế tôi trả lời hết tất cả xong, thấy cụ áo dài khăn đóng nên đứng dậy, cụ vái tôi và tôi xin tôn cụ làm thầy. Hôm đó xong rồi thì Tết nào cũng vậy, cứ áo dài khăn đóng làm đến chốt Tết. Thế thì mình nghĩ rằng là không, cô làm thơ cũng hay, 100 tuổi vẫn còn làm thơ. Giỏi lắm. Chứ hôm 100 tuổi á, làm cái lễ 100 tuổi á, cũng vẫn làm thơ. Dạ. Bây giờ là sinh ra ông anh rể. Còn Kim Lan, các bạn đi chắc là không có dịp biết, có một cái nhà thơ. Nhà thơ này là cái người rất biết chuyên văn. Nhưng mà là lấy cái tên là Văn Tiến Lê. Ông là Lê Tiến Văn, nhưng mà ông là Văn Tiến Lê đừng giống cho Văn Tiến Dũng đâu. Thì không ngờ ông là một nhà thiên văn mà ông làm thơ có nhiều câu bình nhật bình. Bữa đó ông nói chuyện với tôi là ông đi ông gặp cô con gái đẹp quá đi, thì ông đi theo cái cô kia cũng đi lầm lũi đi nè, thì cô dây lại cái cô thấy ông đi theo, rồi tôi cũng quẹo đường quẹo cũng thấy cũng đi theo cái ông nói ông đi theo rồi tới chừng bỗng nhiên có một lúc cái cô nhìn qua lần cho cô gặp thấy mà thấy ông đi theo, ông nhìn cô cái ông cái câu cổ cổng viết là bỗng nhiên nàng nhoẻn miệng cười làm tôi chết sững với người chưa quen. ông thấy cũng lắm cũng vui nè. Và nhớ cái cô mà tôi quen á, cô gửi cho mình hai câu thơ, bài thơ dài lắm cuối cùng mà. Đêm nay trong giấc mộng vàng cho em được gặp bóng chàng thiên nhiên
Cô này cũng lớn mà lắm chứ. Cho nên đây nó rất mừng và tôi ăn được đọc bóng chàng chứ. Nên nó bảo à, nó cũng vui ngồi đọc lại vài bán cụ thơ. Nhớ lại cái phần thơ. Hay thật, các cụ thơ thần hay thật. Nhưng mà phải nói là các cô gái Huế nhiều người lãng mạn hơn là Hà Nội đấy. Đúng không? Nó cũng có ở Huế trong biết. Đi chỗ nghe đi. Ta nói là dù chỗ nào cũng có người lắm mà. Đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa đó, ngày xưa ngoài nội á, các cô đâu có cho mình học đâu. Đi học về đó, thì đi qua cửa nhà cô, ôi cô đứng cô ngó ra. Thấy tụi mình đạp xe là hai thằng đến, thì cô lại cô đầu vào. Cô đầu vào, đó, mình đi qua cô lại có đầu ra. Thế thì là các cô bắt mình cứ phải là ngày nào cũng phải đi qua. Vui cơ, cái tụi ngày xưa đó, nó không có cảnh nhưng mà bây giờ mà áp lại nói chuyện với nhau không có, mãi về sau mới gặp được. Đến khi mà cô lấy chồng thì nó lại đúng là thằng bạn mình ngày xưa mà ngày xưa ta trêu vợ mày, nó cũng vui con lúc đấy nhưng mà nó không có cái gì gọi là sổ sàng như bây giờ, vẫn có cái tình cảm, có thơ mộng, nó vẫn có thơ ở trong đó, có cái vẻ nghiêm chỉnh lắm chứ không phải. Tôi vẫn nghĩ là tại Việt Nam bây giờ đó, thì cái người Huế tương đối là còn giữ được cụ kính mà còn giữ được nhiều nhà tôi như vậy những cái gì xưa lời thôi bây giờ hết rồi bây giờ nó theo hết tất cả nhưng bây giờ nó không nhiều vẫn còn nói vẫn còn ở nơi khác nói nôm na lại là vẫn còn ở nơi khác chứ Hà Nội bây giờ là tứ chiếm rồi đâu có còn Hà Nội bao nhiêu nữa đâu. Và vì vậy cho nên tôi vẫn nghĩ là Huế là một trong cái nơi mà mình có thể cái giữ được truyền thống nhiều. Còn trong Nam thì tôi vẫn nghĩ rằng là một đó, người Nam chất phác. Có bằng đây. Không có nói dối. Ít nói dối họ. Và thực tế thì tôi nghĩ là Việt Nam mình đó là có thể nhờ Nam này với dân Huế để mà mình tiếp tục cái gì xưa chứ còn nó thay đổi không nhiều như là hiện nay. Thôi đâu mà cái gì nó khó dữ xưa này nó cho nên mình đọc từ lục văn đoàn ra mình thấy những cái nếp nhà của miền Bắc ngày xưa Hà Nội đó nó rất là hay mà cái tuổi thơ của em đó mặc dù em ở trong này nhưng mà em đọc từ lục văn đoàn nhiều đến độ mà em sống trong cả không gian của miền Bắc. Khi mà năm 78 em đi ra bắt đầu tiên là em đi tìm nơi Yên Phụ này, em đi qua chùa Quan Thánh này, em đi từng ngõ trạm ngõ quần em đi tìm từng cái đó, rồi em đi tìm nhà Khai Trí Tiến Đức này, nhà Ngô Đa này, mà em hỏi những cái đứa bằng em thì nó không hề biết mấy cái đó. Thành ra là mình ở trong Nam mình được cái là thừa hưởng một cái gia tài văn học của miền Bắc mà qua từ những đoàn rất lớn. Và phải nói là cỡ tuổi em 15 tuổi là em đã đọc cái đó rồi, như là tuổi thơ em mà sống như cái không khí của em là bằng bạc Bắc không à. Thành em thích Bắc lắm. Có nhiều kỷ niệm. Thì kỷ niệm qua sách thôi chứ đâu có sạch nữa. Cái gì mình phải giữ cái căn bản của mình phải, cái truyền thống hay đọc qua lạnh lùng ha, cũng nhất linh thôi chứ. Mình mới phát triển. Một cái mối tình ấy. Tôi cho là có hai nước đó mình nên học á, là một cái hái lộc giao thừa đó. Giữ cái căn bản và truyền thống những thứ trong cái này nó rất tốt. Tuổi thơ em sống bằng cái tâm phải không? Nhưng mà phải nói là cái dân mà Israel là cái đầu. Israel nó là cái đầu. Hiện giờ thì tôi biết rằng Việt Nam có khoảng 400 du học sinh ở Israel. Như xem nó có khoảng 400. Thì hy vọng là giới trẻ nó học những cái đầu, cái trí tuệ của rồi là cái tâm của mình nhận, cái năng sống của mình nhận thì mình sẽ hát được. Chứ không như bây giờ thì không được. Mới nhưng mà nó vẫn còn cái cái căn bản. Nhưng mà mình nói bây giờ đó, cái người Pháp nó sang đâu hồ mình á, nó thay đổi cả cái cuộc sống của người Việt Nam. Nếu không có người Pháp á, cái lớp thanh niên mà 1900 đến 45 không có cái lớp đó, mà không có các cái nhà văn của cái giai đoạn đó. Công người Pháp lớn, cho nên tôi nói gì thì nói chứ. Ông cứ nhìn xem, bây giờ đường xe lửa Bắc Nam, những cái kiến trúc của Pháp để lại. Cái đường xe lửa Bắc Nam, đường số 1, các dinh thự, các đền đài, các cái công trình mà người Pháp để lại, bây giờ ông đã làm được.
cái nhà đúng lớn rồi. Có xây được thế không? Cái nhà lớn Sài Gòn có xây được thế không? Hà Nội nó có, tiếc nhất là cái Dinh Độc Lập, mẹ thằng này nó phá đi mất, đẹp quá. Được có, bây giờ trong cái dinh nó chẳng nhắc cái gì cả. Dinh Nào Rôm. Hồi xưa là bơm bơm, rồi thả bơm, rồi nó mới là làm. Cái dinh bây giờ nó như là một cái hội trường, đang bằng sổ ngay, chứ càng xưa nó trời hơi nó trang trí. Đẹp lắm, đẹp lắm. Pháp mà. Tôi nói là phí quá. Phí quá. Quá. Nó, bây giờ nó nghĩ là cái công trình của người Pháp, cái ông ra cái bưu điện, các nước phải tới cái bưu điện miền Sài Gòn. Nhà thờ nhưng mà cái nhà thờ cái chỗ này tất cả ngoại quốc đều phải tới cái nhìn vào cái đó. Thành ra tôi nói là bây giờ nếu không có người Pháp làm sao có cái đường Lê Duẩn, làm sao có cái đường Lê Lợi, làm sao có cái đường Hàm Nghi, làm sao có cái công trường nó Chợ Bến Thành, cái ốc nó lớn lắm, nó vẽ thế thì tại sao nữa? Thằng Mỹ mà làm cái thủ đô Washington phải mời thằng Pháp sang vẽ. Thằng Pháp sang vẽ cái thủ đô Washington. Thế thì mình nói là cái thành phố Sài Gòn này đó, bây giờ đó, mình nghĩ rằng là công trình Pháp để lại mà cái văn học Việt Nam, cái tâm hồn thanh niên Việt Nam lớn lên như tôi, bác lớn lên thì ông, các ông này lớn lên mình Tây Hoa hoàn toàn. Học trò bây giờ thưa bác chắn chưa? Học trò bây giờ con gái đấy, nó dắt hai cái vạt áo dài lên xong nó sắn tay áo cho mình. Các bà bây giờ mặc áo mới cũng cắt tay lên. Bây giờ cái kiểu đúng cái tôi vẽ cái thời trang đàn bà áo dài thế này đẹp thế này, tự nhiên cắt cái thế này dắt cái tay áo đi. Sống cứ, quá. Chứ người ta cũng phải tôi nói là không cái đẹp không phải đâu, cái đẹp của đàn bà là nó nửa kín nửa hở, nó đẹp. Bây giờ ông chơi cái đùi nha, càng ngày càng váy càng cái con đùi càng ngắn lên, nó chơi cái nó không thấy cái gì đẹp. Cái đẹp là đấy, nó ở cái chỗ là nó, cái áo dài, cái tà áo, cái quần trắng, cái áo nó trông thấy nó đẹp đẽ, mình trông thấy nó. Như vậy là cái thời Pháp á thì mình cũng tiếp nhận cái phương Tây nhưng mà mình vẫn giữ cái vẻ. Ông mình giữ một phần thôi, chứ còn bây giờ tôi nói là tôi lớn lên nhá, tôi thấy tôi trả Tây hoàn toàn. Nên là trong cái tư tưởng của mình, học hành các thứ. Nhưng mà thơ của anh đâu có Tây. Không, thì nhưng mà tôi nói là đó là cái vấn đề. À thì thơ nhưng mà nó, Tây. Nhưng nó vẫn có là mình viết yêu đương. Mình viết đó. Thì, chứ còn các cô ngày xưa đâu có thế. Các cô ngày xưa là làm thơ là chỉ có tả cảnh tả tất cái chứ đâu có cái chuyện anh yêu em. Không thì nói cái tật từ gia đình hoặc là cái không thì vẫn mình vẫn giữ được chứ, mình vẫn giữ được. Nói nôm na thì thế này, mình chịu ảnh hưởng, mình chịu ảnh hưởng, nhưng mà mình thực ra thì phải nói là tôi nói không. Cái hôm tôi đi dự cái cuộc lễ mà kỷ niệm của ông Trần Tấn Khải, tôi ngồi cạnh cho bà Đồng. Trần là ta sẽ tuốt đi, sao nó còn chửi Tây? Tôi bảo không phải, ông Trần Tuấn Khải này đó, ông ấy viết cái bài này thời đó, chứ không phải hôm nay tôi chửi Tây. Tôi bảo, nước Pháp tôi dài nhỉ, tự nhiên mang tiếng thực dân. Tôi hỏi ông rằng có người lính Nhật nào ở đường phố không? Trong bàn giấy có người Nhật nào ngồi không? Kinh tế em 100% trong tay nó. Đấy mới là thực dân, cái bà đúng. Tất cả cái gì bây ra bắt. Chắc đến rỗ của Trần Tuấn Khải nữa. Thế rồi, thì bà cũng có gửi cho mà xa quá. Nhà chị Lan Hưng, nhà chị Lan Hưng đấy. Tôi cũng muốn là tôi lên, kỳ này tôi cố tôi lên. Là vì tôi có giữ được một số cái bài hát nói dịch của cụ mà chắc không ai còn. Tôi còn giữ được đúng 20 bài. Thôi, không phải đâu. Thế anh nghĩ ra đi, thì hôm đó phổ biến. Không, thì tôi, anh có định đi không? Có chứ. Anh đi bằng cái nào? Đi taxi. Thế thì hôm đó tôi luôn đi. Được. Đó, đó. Đó, đó là anh nhé. Dạ. Đến sớm anh nhé. Tại vì... 8 giờ ạ. Hả? Tức là 8 giờ phải đi, mình đi 7 rưỡi mình đi. 7 rưỡi thì thế nào? 8 giờ đó mắt chứ. Thì về tôi tìm. Dạ. Bây giờ
sách vở nhiều quá rồi giáo sư, nó mà lộ một cái là thôi khóc tìm mãi không ra. Cái tủ sách về những cái cổ văn á, Mỹ sao nó đòi mua, nó bảo bao nhiêu tiền tôi cũng mua, tôi bảo đây là di sản dân tộc tôi cũng bán được. Nó trân trọng mình lắm đó. Nó bảo mình không vì đồng tiền. Thế thì có một cái ông giáo sư ở bên đại học Harvard, ông ấy sang, tôi thấy ông đến nào có tiếng cửa ông ngồi nói tiếng Việt giáo sư, tôi muốn gặp ông Tuân tôi và không có nói chuyện gì xa xôi gì cả. Tôi tên là thế này, tôi làm luận án tiến sĩ cái đề tài về Nguyễn Du. Nó bây giờ đó, lúc tôi làm luận án sách của ông chưa in, bây giờ sách của ông in ra đối chiếu khác nhau, ai đúng ai sai, chỉ có sang chỉ có hỏi nào, ông cho tôi xem tài liệu gốc không, tài liệu gốc chứ còn photocopy tôi không có được. Con có biết hai bài khảo biên khảo về Nguyễn Du. Thế thì tôi nói, không phải đâu, tôi nói là thế thì lúc đó ông ấy xem xong, nói có bốn chữ này, rất rút trong cặp ra một cái luận án tiến sĩ, đó, đừng có chặn thôi, để nó chặn ký tên, đến bằng nào, không có để tên bằng nào. Tôi thấy cái ông ấy ghê, sang là chỉ có, sang chỉ có để mà hỏi đối chiếu đó. Mà xem xong một cái thì rất là nhã nhặn, là tôi thay. Bây giờ thì lãng lúc nó nghĩ đó chưa nói, bây giờ mình cái tuổi cao rồi, không biết là ai nối được mình, con cái không có ai theo nghề của mình. Thế thì họ hỏi tới ông mình giao sách cho ai, tôi chưa biết giao cho ai, bán thì không bán, mình giao thì mình tìm cái người nào mới giao, nhưng mà có lẽ cũng phải tìm một người nào biết trân trọng. Đó. Không thì nói tôi nói là không phải là giáo sư. Có lấy về nhà hết. Tôi nói là có những quyển sách mà có tiền cũng không mua được. Ví dụ như tôi xuống nhà ông Phan Lạc Tuyên thôi. Thế ông ấy có cái bàn thờ tổ, trên cái trên nó treo một cái giá sách cổ ngày xưa đó. Đó. Tôi trời ơi, nhà này có cái giá sách có cụ đẹp quá thì mình biết có trong gì đâu. Ê, nói mãi, năn nỉ mãi, ông kéo xuống cho xe. Lại kéo lên, nhất định không cho xe, không cho mang về, không cho mở. Thế thì hôm ông lên chơi, nhà tôi. Mọi khi nhà tôi lấy cái tách cơm này này, rót nước mời khách. Thì ông sao bài, cái chuyện gì mà bài mở tủ cho bà lấy cái bộ tách tôi mua ở Nhật về. Một complet 100 thứ. Đẹp nhỉ? Có đồ bộ, có đồ bộ cả một thùng tôi mang về đổi sách nhá. Trời ơi, trời ơi, tôi bảo đấy cái chuyện đó đấy, làm sao mà ông đòi đâu. Thế thì tự nhiên nhà tôi nhờ bà ấy mà bà ấy tự nhiên bà ấy đi thương anh ta rót cái chén, thương anh tự nhiên đem cái chén bồ đồ tôi nhặt công lê ra mà lấy một cái nhớ bể sao à, thế thành ra được cái bộ sách. Thế thì tới cái chùa Kim Cang cổ tự vào thấy cái tủ sách thế này, thầy thầy còn kinh kệ mà có gì đâu, thầy cho tôi xem. Tự nhiên thấy Quyển Lục Vân Tiên cổ nhất nước Việt Nam nào trong đó, mà tất cả không ai có bản nôm này hết, chỉ có cái bản của Avicen mà viết tay lại. Trời ơi, thầy 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 cho tôi nhé, tôi biết lấy để làm đấy. Trời ơi, trời ơi, tôi bảo được đó, cái chuyện nó như thế đó. Thế thì còn có lắm một quyển sách đó, nó mang tới nó bán. Thế là nhiều khi tôi bảo là có một quyển sách còn ai của gia đình nhà bỏ đi không biết, cái năm 75 đó. Thế thì nó mới lấy nó mang ngoài bày về hè, thì con cái anh bạn của tôi ấy, nó mua được, nó cũng biết chữ Hán mà bố nó thì là giáo sư thì chữ Hán ở bên Mỹ đó. Thế thì nó mới gửi cho bố nó. Thế thì ông ấy chụp tôi bảo thì tôi viết bài đăng báo Hà Nội. Nó bảo ông Tuân có cái bản này không đúng, cái bản này chắc là sửa lại rồi. Đó. Bản cổ lắm, kiểu cổ nhất nước Việt Nam, bản kinh viết tay, bản kinh duy nhất không còn bản thứ hai nào. Thế thì Hà Nội thắc mắc với tôi bảo thôi thầy trò ông ấy làm sao. Thế ông ấy tức quá, ông ấy ra luật sư ở bên Mỹ làm cái giấy
bạn giao lại cho tôi quyển sách. Đó, tôi về tôi công bố lên. Nhiều cái tình cờ. Im hết Hà Nội tất cả. Thế mấy cái ông mấy ông sang ông xem xong ông bảo, trời ơi, cái này bây giờ sao? Mà cũng chả biết làm sao bây giờ, chưa biết sao cho. Mà cái ông gửi cho tôi cái đó, luật sư làm đó. Sau khi ông nghiên cứu xong rồi, ông tìm cho một mái nhà vĩnh cửu. Ông tìm cho quyển sách này một mái nhà vĩnh cửu. Tôi cũng chưa biết làm sao. Nói có cái quyển sách nó vô giá. Bây giờ trong cái tủ sách, bây giờ nó như nói cho tôi nghe, tất cả bản kiều của tàu là tôi có, tất cả các bản kiều chữ nôm cổ tôi có, tất cả các bản kiều cung ứng tôi có, cả một tủ toàn trên kiều này. Một cái bản pháp văn thể của thời vẫn đó là dễ có không? Cái đó, bây giờ thì nó tôi còn cái bản, còn cái bản coi như của ở đó, ở đây đó tới yên đó. Nhưng mà tôi đề nghị anh thế này nhé, anh tặng cho viện An Nôm, nhưng mà nên yêu cầu họ phải mà photocopy một bản hay là scan đó. Một cái bản scan một bản, nhưng mà tặng cho viện An Nôm là tôi thấy là không, bây giờ họ xin phép rồi à. Họ sẽ vào máy móc vào để họ chụp lại hết tất cả các tư liệu họ đem đi. Thế thì thôi thì tôi đồng ý. Thế thì mình nói nôm na lại là có những quyển sách mà nó chỉ có một bản thôi mà tại sao nó lại duyên mình lại có được. Thầy cái tôi là cái duyên mà gặp sách, cái duyên mà gặp sách. Thế tôi sang Pháp nhá, cái bản kiều ở bên Paris á, ở cái bibliothèque de l'école orientale á, có một bản duy nhất mà 1871. Tôi sang tôi đọc, mà tôi đọc ngày thứ nhất sách Hán Nôm, ngày thứ hai tôi đọc sách Hán Nôm, ngày thứ ba một bà đàn đến, Monsieur, vous avez le salle réservé pour le chercheur à l'état. Trời ơi! Thế là nó trân trọng mình, nó đọc một cái thấy là mình đọc sách này không phải là người thường. Ra về sao là rồi ra về của là chercheur ở đây ta. Tôi lên thấy có một cái phòng, có cái bàn ghế ngồi, có cái máy sửa ấm. Hôm tôi mới về, tôi sang Anh tôi về, thì tôi xin đọc thêm một tuần lễ nữa. Bấm máy, em vui ra với ông nâng. Xin một tuần lễ nữa, tuần sau tôi về rồi mà nó cho tôi một năm luôn. Nó lịch sự quá, tôi bảo không, tuần sau tôi về rồi tôi cảm ơn. Đó. Thế thì chị thấy rằng là, cái người Pháp, thế thì không tôi xin chụp, nó bảo 20 năm là cấm chụp. Bây giờ 200 năm hơn là sao cho ông chụp. Có một cái bà Việt Nam bà làm ở đó, bà nghe thấy bà ấy, bác ơi, nguyên tắc là bác đừng có nói. Thôi, bác cứ về đi, lúc nào thì có thể cho chụp được cái chụp. Thế là bà hãy chụp cho người về đó. Thế tôi mới công bố ở bên này, tôi in ra không ai biết là tại sao mà có cái bản đó mà về được Việt Nam. Thế cái bản truyền kiều mà tôi in bản nôm cổ nhất đó. Đó. Thế thì đó, cái chuyện, nếu mà không có bà đứng đó đó, thì làm sao mình có được. Cái duyên lào, tự nhiên mãi đứng đó. Mà bà là tử tế đó. Thế thì bà tên là bà Bích, cứ bảo là nhà bà Bích. Thế hôm đó, mình nói rằng là cái chuyện đi sách sang bên Anh vậy, tôi sang bên Anh. Cái thư viện mà cái về manuscript, trời ơi nó cẩn thận lắm. Mình vào đọc sách, nó ngồi đâu không biết, nó theo dõi. Mình vừa mới để tay cẩn sách lên, nó xuống mà ông để cái giá gỗ, đọc mà được để tay. Thế mà tôi nói, mà bảo rằng tôi đọc sách đấy, ông em chỉ đó, ông chỉ cho tôi đó, ông em ra không biết đó. Đó, ông này ông có đi đó ta này, này. Thế thì em ruột tôi là trưởng phòng Việt Nam ở bên thư viện Anh, trưởng phòng Việt Nam tại thư viện Anh Quốc, nó mới cho tôi đọc sách đó đấy chứ, sách là không có cho ra, chỉ có một bản duy nhất mà nó mua được, nó bảo không thể cho biết cái giá mua được, đắt vô chừng nó mua được. Nó là chắc cái quyển đó nó là của vua Thành Thái lúc đi đầy sau lúc về bỏ lại Pháp nên nó mang bán lại bèo sông Trang mà lại không Pháp mua lại thằng Anh mua được. Thế tôi mới hỏi nó bao nhiêu rồi không thể nói cho ông cái giá vô giá trị vô giá. Thế thì đó mình thấy rằng là đẹp lắm mọi người. Tôi nói rằng là cái quyển sách cái bìa nó thế này, cái ở đây bốn góc là bốn cái hoa văn dệt, cái gáy nó có một con rồng cuốn, nó dệt riêng một cái đó cho cái sách, thì tôi chắc là cái này, cái giấy bên trong á,
cái giấy lụa đó kinh khủng, mà cái chữ viết tay ấy, đẹp quá. Thế này tôi bảo mình được trông thấy cái đó chứ ai được trông thấy đó, tôi bảo đây, tôi nói là đó là những cái quý vật mà nó nằm ở nước ngoài nó còn ở Việt Nam chắc không còn, Việt Nam thì tiêu mất, Việt Nam thì tiêu mất. Thế này là tôi nói là ở bên Anh cũng còn sách, ở bên Pháp cũng còn sách, ăn sách bên Pháp nhiều lắm, nhiều lắm, rất nhiều. Tôi sang tôi đặt, tôi về cái chỗ dưới chỗ Nice đó, chỗ cái gì chỗ cái khu mà nó lưu niệm của Pháp đó, ở dưới chỗ gần chỗ công gì đó, công cái gì tôi ốc tôi sợ lại quên. Thế thì vào sách nhiều quá, sách Việt Nam nó là cái depo đấy, rồi vào sách rồi ông đọc mấy ngày bao nhiêu lâu, và tôi chỉ đi xem qua cho tôi đi xem, đeo cho một cái trò đi vào ông mới xem, hiểu xem hết tất cả kho. Tôi bảo thôi tôi sợ quá, nhiều quá không có xem. Thôi mình nhìn được một cách nó giữ ở mình. Nhưng mà bây giờ cái người mà đi nghiên cứu á, cán bộ mình á, không hôm nào sáng mình để chú tâm nghiên cứu cả. Đúng rồi. Và láng tráng một cái thôi rồi về. Đi bằng ra. Đó đi. Thế thành ra tôi nói là bây giờ phải, tôi nói là một cái viện án nôm 70 viện, 10 năm không được một quyển sách nào mới ra. Tôi chỉ cái này 10 năm ông chỉ làm cho một quyển cũng được, thì 20 năm cũng được hai quyển. Nhưng mà từ khi ra rồi không có được cái này hết. Chỉ nói là lưu giữ, chỉ có giữ sách chứ không có phát huy. Bây giờ ông đánh giá trong nó có độ 100 quyển sách cần, thì ông một năm ông làm, 2 năm cũng được, 3 năm cũng được, một quyển cũng được. Không có cái chương trình này. Thế là tôi ra ngoài đó thì tôi nói vậy. Thế là cái lúc mà giáo sư nói ở Hà Nội viết cái bộ tổng tập văn học Việt Nam ấy. Tổng tập văn học Việt Nam, tất cả các tác phẩm cổ của Việt Nam. Thế thì Hà Nội ra cho tôi viết tất cả, không tất cả giáo sư, các nhà tiến sĩ, các ông ấy kiện, tại sao lại ra cho ông tôi viết? Ngoài này không thiếu gì giáo sư, không thiếu gì tiến sĩ, không thiếu các nhà nghiên cứu, sao cho ông mình tôi viết? Mà trong khi chúng tôi ngoài này viết 5-7 lần quyển, 2 tập, mà 3 tập, mỗi một tập dày là 1000 trang, hơn 1000 trang, quá rồi 5000 trang giấy. Thế thì ông đi ra khái nhau cũng bình tĩnh lắm, mà không, ông Tuấn nó có giỏi, ông Tuấn cũng như các ông thôi, nhưng mà ông Tuấn có tài liệu. Bây giờ tôi đến ông ấy, tôi cầm quyển kiểu cổ không có, tôi cầm quyển Trích Phụ Ngâm cổ không có, tôi cầm quyển Công Oán cổ không có, tôi cầm nghĩa là các cái bản từ Tình Khúc ông có. Bây giờ các ông có tất cả bản ông cổ đó, tôi đưa các ông về viết. Thua, không có. Thế là tôi viết xong một cái thì cái bộ đó Bill Clinton đang về. Đó, mình nói rằng là nó có duyên gặp sách. Không, đó, thế gì? Mà tại sao mà lại ra cho tôi viết cái bộ đó? Là vì ở Hà Nội in, lần đầu tiên Sài Gòn in sách ở Hà Nội năm 75 đó. Thế thì cái ông bạn tôi, ông làm cái nhà in số 4 đó. Ông bạn này, lần đầu tiên in sách ở Hà Nội, anh về anh đọc cho tôi xem cái bộ này, 1500 trang. Thế tôi đọc xong tôi bảo, thợ sắp chữ hồi vừa sắp tay mà, sắp từng cái sức ngược này. Thế thì thợ sắp chữ thì không sai, có thể nói là nó sai nhưng không đáng kể, tốt, coi như là tốt, nhưng mà cái người viết sai. Tôi đâu có trách nhiệm, tôi chỉ in thôi, làm việc, không làm việc, không nghiêm túc được mà, khen tôi là mình nghiêm túc, nhờ ông viết, nhờ ông sửa. Tôi sửa 260 trang lỗi, họ sợ kinh khủng. Tại sao mà sai đến cái tình trạng 260 trang lỗi? Là cái gì? Mình không đi khánh vào mới gặp tôi. Mà thôi đi anh sửa đi. Thế nhờ cái đó mà mới tôi viết cái bộ tổng tập văn học đó. Đó. Nhờ cái đó, cái duyên đó. Mình nói là cũng phải. Là vì đây này, cái trích văn đó là ông phải đọc tận mắt. Đó. Thế thì xong câu bảo cái này chúng tôi không có đọc được tận mắt toàn. Xong rồi thuê người đánh máy nó bóng được. Trời. Phải chân tận mắt này. Thế tôi sửa lại, tôi nói hẳn nhé, bây giờ nói là nôm na có những cái chữ mà nó sai mà người ta cũng không ai có thể ngờ được, lạ lắm, con cái chữ mà tôi không có nhớ những cái chữ thí dụ đấy, là nó chỉ sai một cái dấu này, nó khác hẳn nghĩa.
thôi thì cũng là cái, nhưng mà cái này đúng là mình học các sự. Tại sao tôi lại được cái gì mà tôi sửa cái đó, sửa tôi học. Tôi đi tìm những sách của thư viện mà tôi được, lúc tôi nhận cái giấy thì Hà Nội viết tôi cái giấy là cấp cho một tuân một cái giấy đọc, cách đọc tất cả các lều cấm và hạn chế. Đó, được và đọc tất cả các phòng hạn chế và đấy. Thế là tôi mới nhân cái dịp đó thì đáng lẽ tôi làm 2 ngày gì, tôi làm 10 ngày, tôi làm tháng, tôi lại làm 2-3 tháng, tôi cứ vừa làm cho họ, vừa làm cho tôi học. Lợi dụng thời cơ. Mà tôi đã về đây bao nhiêu năm rồi, nhưng mà tôi nói tại sao cái lúc trước mà không có thời chiến, lúc chiến tranh mà nếu tôi không ở bên Pháp thì tôi không làm công việc của tôi mà không được. Là bởi vì cái lúc đó tôi đau nặng, mà đau nằm nhầm trà thương, bị bệnh lao đủ thứ chuyện hết. Nếu tôi không ở bên Pháp thì nước Pháp không có cho tiền tôi làm việc được 3 năm 2 tháng không có tiền. Và trong khi đó là tôi học, tôi ở Eslavu, tôi cần dùng đọc những sách trên đài Bibliothèque Nationale. Thì tôi có một cái thư mục trong đó, cái mã số. Tôi ghi cái mã số rồi thì mỗi một tuần lễ có một cái người được kêu bằng Directeur d'Etude lại lấy cái danh sách đó gửi về ở trên Paris. Paris gửi theo bảo đảm đem xuống. Ông bưng lại tại ngay đầu giường của tôi. Tôi nằm ở đây thuốc chảy vô trong giường và mở ra đọc sách. Khói cần lên thư viện có đủ hết rồi, tất cả trong cái thư mục tôi làm trong nhà thương ở bên Pháp, chứ còn bên Việt Nam làm sao. Hai cái nữa, cái đó là chuyện gì, về chuyện nhìn về chuyện mà tra cứu đó. Còn bây giờ ở bên đây cái tôi nói bây giờ muốn học nghiên cứu về nhạc khí Việt Nam, ở Việt Nam đi tìm ở đâu có cái nhạc khí. Qua bảo tàng viện con người có 30 cái nhạc khí của Việt Nam hồi thế kỷ thứ 19. Mà nó để nguyên như vậy, y như vậy và rất là trân trọng, luôn sạch sẽ rồi này kia, cái gỗ rồi này kia nào. Bà được sống yêu là cái người tư nhân mà có một cái cũng 40 nhạc khí của Việt Nam, bà bỏ vào cái tiền bảo người. Ở bên nước Bỉ có gần 60 nhạc khí từ của Việt Nam từ xưa đủ loại ở thay để vô, mà trong khi nước Việt Nam vẫn muốn tìm ra cái đó không có. Mà nhờ cái tìm đó là tôi thấy thế này, tôi thấy cái đường kìm bây giờ không, tôi đo gần trong nước Việt Nam còn không có cái nào như thế này, là bởi cái đường kìm cổ đó tôi đo kỹ lắm thì mới thấy ra, mới khám phá ra mới thấy thế này. Cái đường kìm cái đường nguyệt đó nó tròn vậy, cái cần lên trên được có cái này. Thì cái đường kính của cái thùng đựng là 36 phân, cái sợi dây từ cái con bướm đi lên tới con cóc 72 phân là 36 phân. Cái con bướm để đặn mà mình mắc dây 12 phân, trục 12 phân, đầu 12 phân, 36 phân. Trên cái đầu trên nó có một cái lớn như cái lớn xuống nhỏ như vậy, cái lớn 9 phân 36 phân. Cái nhỏ 4 phân 36 phân, bì dày của cái đường 6 phân 36 phân. Người Việt Nam tuyệt vời, lấy cái thước tay đưa ra làm đơn vị, nhân cho 2, chia cho 3, chia cho 9, chia cho 4, chia cho 6, tìm lấy kích thước của cái đường. Cho nên cái đường kiềm rất đẹp. Mà bây giờ mình muốn cải tiến cái đường kiềm mà không biết cái chỗ đó làm cái thùng khí to quá, cái cần cũng khí dài quá, thì nếu mà tôi không có biện pháp mình sao không biết cái đó. Một cái nữa, ông Henri Maspero là một cái người, ông thông sứ về Việt Nam, ông ở mấy năm, 5-6 năm về Việt Nam mà ông cho một cái sắc lệnh tất cả toàn cõi nước Việt Nam, chỗ nào có cái phong tục gì lạ đó thì phải báo cáo cho ông biết bằng chữ hán.
ông có bây giờ mình phải chia bằng cái phong ấn đi ra mất cái đồ năm sáu cái cuốn như vậy mà trong đó thì tự nhiên tôi đọc cái bài cái trong cái cuốn mà thanh thanh quá tỉnh tục lệ chi gì nhờ đọc thủ thanh quá tục lệ chi gì tôi mới biết rằng nước Việt Nam ngày xưa có một cái múa đảo nhỏ mà cái múa đảo nhỏ đó bây giờ nếu dừng lại thì cô đẹp không thể tưởng tượng được. Khi nào mà trời mưa, trời không mưa, tức là ánh nắng mặt trời mà không có được mây đen. Cho nên cái người tượng trưng người Việt Nam ấy, cho một cô con gái đỏ, một con gái đội cái chích cái khăn đỏ, mặc cái áo đỏ, cái váy đỏ, cầm cái xanh đứng giữa, hát một quay vòng tròn, mỗi lần xoay ra cái màu đỏ nó tung bay ra hết. Hai bên đó, có 12 người mặc áo trắng, một cái váy màu vàng, màu lam và cái màu hồng. Rồi xây một cái thì nó xè ra hết. Thì cái đó đó, mặt trời và mây ngũ sắc rần. Thì có một cái điệu nhạc đánh mà mình không biết, nhưng bây giờ mình phải mình tạo ra được. Nhưng mà tới chừng khi mà cầu mưa rồi đó, thì khi cầu mưa rồi ở bên trong 32 người vũ sinh đầu chiếc khăn đen, mặc áo đen, thắt đen, tay cầm trống cơm vũ, thùng từ rừng đó trong hai bên đi ra, xây tròn đen rồi đứng thành chữ nhất, đứng thành chữ nhân, đứng thành chữ điền, múa vũ tự đó, múa rồi chạy lại cái đưa lên rung, thì tất cả mấy 32 người vũ sinh che ra lại cái. Chỉ cô con gái đứng giữa nó hạ mình xuống ngồi xuống, sáu cô kia hạ mình xuống ngồi xuống, không còn thấy cái áo đỏ với mây ngũ sắc mà toàn là mây đen không, mà mây đen không thì chừng đó đó tới trong cơn đó, trong đại hổ đánh lên rầm sấm sét rồi cái nghe lên rồi, nhưng mà hết mưa trời lại nắng, hết mưa rồi hết rung dài ra mây đen đi, mặt trời trở lại mây sương sắc rồi đẹp vô cùng. Nếu mà tôi không đi qua bên Pháp làm sao tôi biết được, nên làm sao mà diễn lại được. Không này, tôi nói á, giáo sư thì Pháp như thế đó này, tôi mới nói chắc là các bà các biết là cái bộ bách khoa đó. Bách khoa ngày xưa đó, nhớ biết à, bách khoa ngày xưa thì khi giải phóng á, có cái ngoài đường cái giá là tất cả thầm thầm những người cấm tàng chữ nước ngoài. Tôi về đó bảo, tôi bảo thôi à, gọi trẻ con lại cho hết sách bản cho tôi nhận toàn sách. Thế là cho sách, đang cho sách thì là tự nhiên có kêu Hà Nội vào, ở trong viện Hà Nội vào, trời ơi sao ông làm thế này, sao ông đem tức sách ông cho đi bán ký người ta. Tôi ông ra ngoài cái ông làm thế, một quyển sách xấu cần hơn tay hại hơn với nàng quân phổ. Tôi mới xé tất cả bách khoa, chỉ giữ lại bài của bác, tất cả những bài viết về âm nhạc tôi đóng thành một tập. Đó, cho nên bây giờ bách khoa thì hết, nhưng mà tất cả những bài của giáo sư viết là bây giờ riêng một tập những cái bài bách viết. Khoa đâu phải tạp chí bách khoa, tạp chí bách khoa này đấy hả, cuốn mỗi cuốn dày như này không, tôi rồi đó, nó không có từng cuốn lần từng tập lớn như vậy nè, tức là nhiều cuốn mỏng lại mỏng đó. Không đấy, mỏng tôi mới tôi mỏng bộ thôi ra thành bộ, em có bộ như này bán hết tất cả đi. Thế thì tự nhiên kêu ông vào, ông bảo thôi giữ lại, tôi đưa ông ra ngoài viện. Thế thì cô Cao Văn Thịnh cô bảo là cấp giấy cho bác thì cũng được, thôi bác cứ giữ sách thì có cái gì tôi can thiệp. Thế mới giữ lại đó, thế nhờ Cao Văn Thịnh nhé. Thế thì tôi mới bách khoa lúc đó tôi xé này tất cả những các bài, xé hết tất cả bán ký, chỉ để lại những cái bài của các sư kê đóng lại thành một tập. Bây giờ ở nhà hai tập ở nhà các bài đó, cái đó là quý tôi, nghĩa là cái kỷ niệm, nghĩa là đối với giáo sư. Thế còn thì cái lúc mà ông bắt đầu ông đi sang nước Pháp đó, thì lúc mà tôi đọc cái bài đầu tiên mà giáo sư Trần Văn Kê đi Pháp, tôi còn thành nghi nghĩ rồi. Bây giờ cái chưa thấy những nữa, nếu tôi không có bên Pháp thì người ta đưa ra đề tài như thế, châu Á dựa trên cái nguyên tắc nào để mà sáng tạo ra danh từ âm nhạc ở bên Việt Nam làm sao có, mà một mình tôi kiếm không có, nhờ tôi ở bển có đủ tài liệu, tôi đi tìm tài liệu của Trung Quốc, tài liệu của nhất Ấn Độ, tài liệu của Ả Rập, rồi tài liệu của Việt Nam, cái bổ nhiên
sau khi mà đọc như vậy rồi bữa nọ nó ré ra trong đầu tôi một cái chuyện nguyên tắc này có rồi. Sáng nhiều cái người châu Á luôn luôn đặt danh từ âm nhạc trừu tượng, luôn luôn phải đi từ cụ thể tới trừu tượng. Phách là miếng gỗ, nhưng mà phách là cái tiếng gõ trên miếng gỗ, mà cái tiếng gõ trên miếng gỗ bắt đầu đó là hết cái là thuộc cụ thể rồi. Rồi một cái phách đó, nếu mà nó có cái phách đánh ngay chữ đờn, cái chánh diện phách đánh ngay phách thì nhiều nội ngoại phách đánh ngoài câu dạng như vậy. Rồi cái một câu đó, một bài này có 50 phách thì phách là mùi xưa, nó hết còn là cái miếng gỗ rồi, nó là mùi xưa rồi. Ca trù hát phách khoan và phách dùng, phách khoan và phách dùng, phách khoan là chậm rãi, phách dùng là mau lắm, cái đó là tempo. Thì thành ra chữ phách khoan phách dùng là tempo, tất cả tempo mùi xưa rồi kia do nơi cái miếng gỗ mà ra. Trung Quốc miếng dán kim hoàn bản, thành ra tôi coi trong sách của nhà Trung Quốc, y bản y dền, tức là một cái gõ trên miếng gỗ, một cái chớp của mắt dền là nhãn của mắt, nhất bản nhất nhãn, nhất bản nhị nhãn, nhất bản tam nhãn, thì thành ra cái bản này đó nó không còn là miếng gỗ nữa, mà cái tiếng gõ trên miếng gỗ. Rồi tới chừng là mạnh thánh là cái tiếng gõ mà nó không có, nó chảy tản mát nhiều nơi, tại tức là phù phát không có gì ad libitum. Mạnh bán, mạnh là chậm bán, mình chỉ bán nghe tiếng chậm thì cũng như là khách quan quay phán, tức là chậm. Cái đó là thành ra từ cái miếng gỗ đẻ ra bao nhiêu trên tự kia. Ấn Độ, ta la là cái lòng bàn tay, mà ta la là cái tiếng vỗ trên lòng bàn tay, ta la là cái tiếng vỗ trên lòng bàn tay ngay với nhạc, thì thành ra chữ ta la đầu tiên là cái lòng bàn tay mà biến thành ra nhạc, rồi kia là tiếng nhạc, rồi nhịp, rồi này kia phát. Makam là cái sân khấu, mà makam là cái sân khấu, là cái chỗ để người ta diễn tả ra cái chuyện tâm hồn. Rồi makam cũng là một cái nơi để người ta nói chuyện với nhau. Rồi thành ra makam là những cái chữ nhạc người ta dùng để diễn tả cái tình cảm của mình, trao đổi với người khác. Thì thành ra cái điều thức makam của nó mà bắt nguồn đặt ra chữ makam là do là cái chữ sân khấu. Thì thành ra đưa ra cái đó mà, nếu mà đưa ra tôi đưa ra. Mà thì bạn mà Kim Lan thấy, nếu tôi không có bên Pháp làm sao tôi có cái đó mà tôi đưa ra. Thì thành ra cái, mà cái mấy cái đó tôi không có, nước Việt Nam tôi chưa biết, là không biết ai biết hết. Chứ là mấy người không nói trời đất ơi, anh lo là chuyện gì, chuyện này gì, không. Mấy cái này phải viết ra, để cho người ta thấy rằng rồi. Cái sự anh có, anh nói anh ở bên Pháp, anh làm nhà Việt Nam mà có lợi là vậy đó. Mà vừa rồi cái chuyện cái đó là chưa kể, chưa có một cái nước nào mà tôi làm cái chuyện tôi thích, tôi nghe nhạc không, sáng tôi nghe nhạc, đọc sách nhạc, nói chuyện nhạc, giảng về nhạc, đi giữa ăn giữa cũng nghe nhạc. Mình làm chuyện mình khoái quá không? Mà nó cho thiệt mình thiệt nhiều mình rộng. Mà nó cho máy bắt mình nhiều rộng. Tôi có một mình tôi, tôi có 4 cái máy, máy ghi âm thì cái chắc là hết thực địa. Mỗi một năm nó cho tôi tiền mua băng mê tiết mua này kia rồi. Thì thành ra hỏi có cái lúc nào mà bỏ tiền ra làm như vậy. Thì nếu mà không có bên Pháp thì sao làm được đó. Cái thầy dẫn đi dội này. Bạn đi được nó lên, khích. Còn ở Việt Nam thì thịt tươi ngon. Còn hôm nay là 16.
Tôi sắp sửa in cuốn phở Việt phải đến anh cái mấy cái hình đấy nhá. Vâng. Anh đứa rồi đấy. Anh soạn chưa? Có được trước là không biết. Rồi cuối tuần sau nhé. Có. Rồi cuối tuần sau. Tức nước mãi. Được rồi chị.